Xin chào các bạn, lại tiếp tục nữa. Đây là chiếc xe Jupiter năm 2022. Chiếc xe này thì đến với mình thì lắp đặt cây trời sáng. Đây là cây trời sáng Kenjo L4S nha các bạn. Đây là của chính hãng luôn. Đó, nhìn chiếc xe nè các bạn. Đây là cái mẫu 2022 các bạn nha, màu đen, full đen nguyên con luôn ha. Chiếc xe nó rất là chất luôn các bạn, chiếc xe rất là chất luôn. Rồi ok, bác xin dùm anh luôn, bác xin các bạn. Thì cái bóng pha thì anh cũng đã chơi bóng led luôn các bạn nha. Khi bác xin thì nó lên luôn, bác xin giữ xíu luôn. Rồi ok, cái bóng trời sáng này nó có cường độ sáng gấp 10 lần zin là các bạn, nó sáng mạnh cực kỳ luôn nha. Đây là cái bóng Kenjo L4S nha. Đó các bạn nha, Kenjo L4S nha, đây là hàng chính hãng. Đó, khi lắp đặt thì các bạn có dắt vào đầy đủ hết, và các bạn không thích thì các bạn không thích thấy nó thô á, thì các bạn mở hai con mắt hai bên đây ra, các bạn cất thì các bạn rút cái dắt ra, thì lúc này các bạn đi tour đi phượt các bạn gắn vô rất là ok, rất là tiện lợi luôn nha, rất là nhỏ gọn luôn, cái này bỏ túi vừa luôn các bạn. Đó, và mình thấy là những cái hàng chính hãng mà lắp như vị trí trên đây thì nhìn rất là đẹp, rất là chất các bạn nha. Rồi bác xin thì anh. Đó, sáng rất là sáng luôn các bạn ha, quá sáng ngon luôn các bạn nha. Rồi mở code nè. Đó, đây là bóng đèn anh trai chơi, bóng đèn thường thôi các bạn, bóng đèn thường thôi. Rồi mở đèn lên trời sáng lên luôn, sáng rồi các bạn. Trời pha rất là tốt luôn nha, trời pha rất là tốt các bạn ơi. Rồi ok, đó bát này là xin xi luôn các bạn, bát xin xi luôn, nó rất là cứng luôn nha. Rồi ok, bạn nào có nhu cầu làm xin liên hệ shop mình, địa chỉ là 235C đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha. Số tòa là 0346669686 nha các bạn. Số tòa trên đây mình có đăng ký Zalo, các bạn cứ inbox Zalo để mình tiện tư vấn cho các bạn nha. Số tòa là 0346669686. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem hết video rồi.